kịch ở trường. Trường của bé Ba sẽ diễn một vở kịch. Chúng ta sẽ tập diễn cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Mỗi đứa trẻ đều có vai trong vở diễn. Họ phải tập luyện ở nhà. Peppa sẽ đóng vai cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Heo mẹ đã làm trang phục cho cô bé. Trong khi đó heo ba giúp Peppa tập luyện. Được rồi Peppa, con phải nói những gì nào? Mình là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Tốt lắm. Rồi sao nữa? Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Hoan hô Peppa. Chó Danny, cậu ấy sẽ đóng vai chó sói độc ác. Và chó ông cùng chó mẹ giúp cậu ấy tập luyện ở nhà. Ta là chó sói độc ác đây. Con cố đừng có cười Danny à. Con phải đáng sợ hơn một chút nữa. Con thử làm như vậy đi Danny. Ta chính là chó sói độc ác đây. Và ta sẽ ăn tất cả các người. Thấy chưa? Phải, đúng là ông của con rất đáng sợ. Người Pedro sẽ đóng vai người thợ săn. Cậu ấy sẽ cứu Peppa khỏi con chó sói độc ác. Ta là thợ săn và... Pedro có hơi nhút nhát. Nè, hãy nói là ta sẽ đuổi nhà ngươi đi, con chó sói xấu xa kia. Mau đây đây con sói hư. Con làm tốt lắm Pedro. Trong khi đó thỏ Rebecca sẽ đóng vai người bà. Con phải nói gì hả mẹ? Để xem. Ở phần đầu vở kịch, con bị nhốt vào tủ áo bởi chó sói độc ác. Và sau đó ở đoạn cuối của vở diễn, con được người thợ săn cứu thoát và con nói là cảm ơn. Cảm ơn. Con làm tốt lắm Rebecca. Tất cả phụ huynh đã tới để xem vở kịch. Thưa quý bà và quý ông, chào mừng đến vở kịch của trường. Đây là vở cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Trước tiên, hãy gặp các diễn viên của chúng ta. Mẹ. Quý phụ huynh, hãy vì các diễn viên của chúng ta, xin đừng chụp ảnh nữa được không? Và vở diễn xin được phép bắt đầu. Bà đang ở trong nhà. Nhưng vị khách là ai đây? Ta là chó sói xấu xa đây. Giỏi lắm Danny à. Ôi trời, Danny đã quên phải nói gì tiếp theo rồi. Bà ơi bà, bà phải vào trong tủ áo mới được. Vào trong tủ quần áo đi. Vậy là con chó sói xấu xa đã giả làm bà. Mình chính là cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Mình đang đi thăm bà của mình. Hoan hô Peppa. Bà ơi, bà không được phép chụp hình mà. Xin lỗi Peppa. Con tiếp tục đi. Hôm nay mình sẽ đi thăm bà của mình. Sao không giống bà của con vậy? Sao mắt của bà to quá? Sao răng của bà to thiệt? Ngươi không phải là bà của ta. Ngươi chính là chó sói sống xa. Cứu thế giới. Cô bé đã la lên cầu cứu. Vừa đúng lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Cứu thế giới. Vừa lúc đó, người thợ săn xuất hiện. Pedro hơi nhút nhát. Pedro, con có muốn cô đi với con hay không? Dạ có. Ngươi có phải là con chó sói xấu xa không? Cứu được người bà rồi. Cảm ơn bác thợ săn. Quang hô. Pedro, hôm nay cậu diễn rất là giỏi. Cậu giỏi gần văn minh rồi đó. Viện bảo tàng. Hôm nay Peppa và gia đình cậu ấy cùng tới thăm viện bảo tàng. Ba ơi, viện bảo tàng là gì vậy ba? Đó là một nơi đầy những thứ rất thú vị và nhiều tuổi. Nhiều tuổi hơn cả ba. Phải, còn nhiều tuổi hơn cả ba nữa. Rất nhiều tuổi.
Có một phòng đầy những thứ thuộc về nữ hoàng và quốc vương trong quá khứ đó các con à. Con muốn xem nữ hoàng và quốc vương. Và còn một phòng nữa, ở đó có một chú khủng long thật luôn. Khủng long Ồ, xin chào heo mẹ. Ồ, xin chào cô thỏ. Cô muốn mua mấy vé đây? Hai người lớn và hai vé cho trẻ em. Khủng long ray. Và một vé cho khủng long. Peppa muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow. Khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? À không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Ồ, tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chó, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thạch của một chú khủng long thật đó các con. Khủng long. Và George lại tưởng tượng mình là một chú khủng long to lớn. Anh à, phòng khủng long là phòng mà George thích nhất luôn đó. Phòng mà con thích nhất là phòng của quốc vương và nữ hoàng đó mẹ. Và có vẻ ba con đang ở trong căn phòng mà ba con thích nhất rồi đó. Căn phòng đó là gì hả mẹ? Chính là căn phòng có nhiều bánh kem. Phòng mà heo ba thích nhất là phòng ăn của viện bảo tàng. Lại đây, ngồi xuống đi nào. Phải rồi. Căn phòng này rất là tuyệt. Trường mẫu giáo. Peppa và George đang tới trường mẫu giáo. Đây là lần đầu tiên heo George tới đó. George, con có thích được tới trường mẫu giáo không? Có lẽ em chó còn quá nhỏ để tới trường mẫu giáo của con. Bà nghĩ không sao đâu Peppa. Còn có con và ông khủng long ở đó chờ với em mà. Khủng long. Nhưng con muốn chơi cùng các bạn lớn như con, chứ không phải em chó và ông khủng long. Ôi trời, Peppa không muốn George tới trường mẫu giáo của mình. Tới trường rồi. Ba ơi, ba có
đủ lớn hay không? Sẽ không sao đâu con. Thôi được, em ấy có thể vào. Chào hai con. Đây là cô Linh Dương, chính là cô giáo dạy lớp của Heo Peppa. Xin chào. Đây là đứa em trai của mình, Jox. Cô chào con, Jox. Mẹ. Mẹ. Ước gì mình cũng có một cậu em trai dễ thương như Jox. Thật sao? Xin chào, anh là chó Danny. Đây là một con khủng long sao? Ừ, nó chỉ là khủng long đồ chơi thôi. Khủng long. Tuyệt quá. Khủng long. Khủng long. Cô cũng sợ quá à. Em ấy tuyệt quá. Chó là em trai của mình. Em ấy rất tuyệt. Peppa cảm thấy tự hào về em trai George của mình. Bây giờ hãy cho George thấy chúng ta vẽ tranh như thế nào đi. Em ấy không giỏi vẽ tranh đâu cô. Vậy thì em sẽ giúp em ấy được chứ? Dạ phải, em vẽ rất giỏi. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. George, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không Jox, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. Jox, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. Jox, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá Peppa. Còn Jox đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Thôi, khủng long. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của Jox và Peppa ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình. Cô nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau chót tới nữa được không cô? Được chứ, không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau chót muốn vẽ gì nào, nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt lắm. Heo mẹ đang làm việc. Heo mẹ đang làm việc trước máy vi tính. Còn heo ba thì đang nấu súp cho bữa trưa. Ba ơi, tụi con xem mẹ dùng máy tính được không ba? Được chứ, miễn là các con không làm phiền mẹ. Hôm nay mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Cảm ơn ba. Heo mẹ có rất nhiều việc quan trọng phải làm hôm nay. Mẹ ơi, tụi con có thể ngồi lên đùi mẹ và xem mẹ làm việc được không? Được, nếu hai con chịu giữ im lặng. Peppa và George rất thích nhìn mẹ làm việc trước máy vi tính. Mẹ ơi, cho tụi con chơi cô gà vui vẻ trên máy tính được không mẹ? Chúng ta có thể chơi trò cô gà vui vẻ sau. Vì mẹ đang phải làm việc. Mẹ ơi, tụi con có thể giúp mẹ. Không Peppa, con không được chạm vào máy vi tính đâu. Và George, con cũng không được chạm vào máy vi tính, nghe chưa?
chốc nè. Chúng ta không được làm như vậy. Peppa, dừng lại. Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn cho em chốt thấy không được làm như vậy. Ôi trời, có thể máy vi tính đã bị hư rồi. Heo ba ơi, heo ba ơi, có chuyện gì vậy mẹ mấy đứa? Heo ba ơi, anh sửa máy vi tính được không? Em sẽ nấu bữa trưa trong khi anh sửa máy vi tính. Em tính như vậy cũng được, nhưng thật sự anh không giỏi mấy thứ này đâu. Cảm ơn anh, heo ba. Vậy là heo ba sẽ sửa lại máy vi tính. Có lẽ nếu như mình tắt nó đi rồi sau đó bật lên lại. Vậy là heo ba đã sửa được máy vi tính rồi. Hai mô ba. Phải, bà sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được, nhưng bà không biết cái đĩa ở đâu. Tới chị rồi. Tới được của ba nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha. Chú heo ở giữa. Chót đang chơi với trái bóng ở ngoài vườn. Peppa cũng muốn được chơi cùng. Chót, em làm sai hết rồi. Chụp bóng phải như vậy nè. Không phải như vậy. Lúc nãy em làm vậy đó. Peppa đúng là chú heo nhỏ tinh nghịch. Quay lại đây đi chú heo nhỏ. Có lẽ Peppa đang trêu chọc em George của mình hơi quá. Peppa, con đang chọc em George sao? Không phải như vậy đâu mẹ. Con đang chỉ em ấy cách chụp bóng. Thật sao? Mẹ biết một trò để giúp George học cách chụp bóng. Nó gọi là chú heo ở giữa. Peppa, con cầm trái bóng và đứng ở đằng đó đi. Còn George, con cứ đứng ở đó. Tốt. Giờ hai con phải ném bóng cho nhau nha. Và mẹ phải cố chụp lấy nó.
mẹ sẽ là chú heo ở giữa. Mẹ vẫn là chú heo ở giữa. Chụp đi George. Ô, qua rồi. George đã chụp được bóng. Hoan hô. Tốt lắm George. Bây giờ hãy ném bóng cho Peppa đi con. Ủa, thử lại đi. Ô, thử lần nữa. George không thể ném trái bóng qua heo mẹ được. Cố lên George, em ném bóng qua cho chị đi. George thật ngốc. Chị cũng làm được vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. George, chụp lấy. Hoan hô. Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George, chụp đi. Chụp bóng đi George. George à, chụp đi con. Em chụp đi George. Đây này George. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em George như vậy. Xin lỗi George. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em George còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi George. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em George một tay thôi mà. Mẹ ơi, mẹ giúp con một tay được không mẹ? Tất nhiên là được chứ Peppa. Ném cho chị đi. Chụp nè George. Peppa thích chơi trò chụp bóng. George cũng thích chơi trò chụp bóng. Mọi người đều thích chơi trò chụp bóng. Chú vẹt Polly. Peppa và gia đình của mình đi xe tới thăm heo bà và heo ông. Chào các cháu yêu quý của bà. Thôi mau vào nhà đi, ông bà có một bất ngờ. Là gì vậy bà? Ông có thú cưng mới. Con đoán được là con gì hay không? Khủng long. Ồ không, nó không phải là khủng long cháu à. Vào xem đi. Heo bà và heo ông đang nuôi một chú vẹt tên là Polly. Peppa, George, đây là chú vẹt của ông bà đó. Tên của nó là Polly. Polly dễ thương. Polly dễ thương. Wow. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là một chú vẹt thông minh. Mẹ ơi, tại sao chú vẹt Polly cứ lặp lại những gì bà nói vậy? Vẹt là như vậy đó con. Để mẹ làm thử. Xin chào Polly. Chú vẹt thật là đáng yêu. Chú vẹt thật là đáng yêu. Thôi đi nào mọi người, đi uống trà. Peppa, George, đi thôi. Có bánh sô-cô-la nữa nè. Dạ con tới liền đây. Peppa và George rất thích ăn bánh sô-cô-la. Nhưng hôm nay hai đứa cố ăn thật nhanh để cùng chơi với chú vẹt Polly. Xong rồi. Đúng là hai đứa trẻ ồn ào đáng yêu. Tụi con rời bàn ăn được chưa vậy? Tụi con muốn xem chú vẹt Polly. Nhưng mà con có chắc là đã ăn hết bánh quy chưa hả? Vậy thì đi đi.
gì với Polly đi. George hơi ngại ngùng một chút xíu. Xin chào. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Đôi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Peppa và George đang chơi trò trốn tìm. Và tới lượt của George phải trốn. Cậu ấy phải tìm được chỗ trốn trước khi heo Peppa đếm xong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. George đã tìm được một chỗ trốn vừa kịp lúc. Mười. Em sẵn sàng chưa, chị đi tìm đây. Giờ thì Peppa phải tìm ra chỗ George trốn. Tìm được em rồi. Peppa đã tìm ra George. George, chị có thể tìm thấy em dễ dàng. Còn bây giờ sẽ tới lượt Peppa trốn. Một, hai, ba. Mẹ sẽ giúp George đếm nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Được rồi George, con mở mắt ra đi. Giờ thì George phải tìm ra chỗ Peppa trốn. Và dĩ nhiên Peppa không có trốn dưới gầm bàn. George, sao con không lên lầu thử tìm xem? Peppa cũng không có trốn dưới gầm giường. Âm thanh lạ đó là gì vậy? Peppa không có trốn sau rèm cửa sổ. Lại là cái âm thanh lạ lúc nãy. Nó có thể là cái gì chứ? Như vậy là George đã tìm ra chỗ Peppa trốn. George đã tìm thấy con. Bây giờ tới lượt ba phải trốn rồi đó. Ba nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George trốn không có giỏi đâu ba. Ba tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi.
1 2 3 Ôi trời, Peppa sẽ 4, dễ dàng tìm được George thôi. 5 6 George, qua bên 7, này nè con. 8 9 10 Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Ồ, em chót không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em chót đang ở trong giỏ đồ chơi. Ồ, chót không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Thật ra thì ba nghĩ trong tờ báo này có gì đó không ổn. Ôi chó ơi, đó đúng là chỗ trốn tốt đó con. Thì ra nãy giờ chó đã trốn sau tờ báo của heo ba. Câu chuyện vũng buồn. Hôm nay trời đổ mưa rất lớn nên Peppa và George không thể ra ngoài chơi được. Ba ơi, trời tạnh mưa rồi, tụi con ra ngoài chơi được không ba? Cũng được, hai con ra ngoài chơi đi. Heo Peppa rất thích nhảy vào những vũng bùn. Mình rất thích những vũng bùn. Peppa, nếu con muốn chơi trên vũng bùn thì con phải mang ủng vào mới được. Con xin lỗi mẹ. Và George cũng rất thích nhảy vào vũng bùn như chị mình. George, nếu em muốn chơi trên những vũng bùn thì em phải mang ủng trước cái đã. Peppa lúc nào cũng quan tâm đến em trai của mình. George, chúng ta tìm những vũng bùn khác đi em. Peppa và George đã chơi cùng nhau rất là vui. Peppa tìm được một vũng bùn nhỏ, trong khi George tìm được một vũng bùn lớn. George ơi, có một vũng bùn lớn hay là lớn kìa. George là người muốn nhảy vào vũng bùn lớn trước. Khoan đã George, chị phải xem coi nó có an toàn không đã. Tốt, vũng bùn này không sao đâu. Xin lỗi George, chỉ là bùn thôi mà. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đoán xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, ba biết rồi.
hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ dạ dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình, theo mẹ và theo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. Ông khủng long bị mất tích. Món đồ chơi chó thích nhất đó chính là ông khủng long. Khủng long. George rất thích chơi với ông khủng long. Cũng có đôi lúc George dùng ông khủng long để dọa heo Peppa. Đáng sợ quá. Trong mỗi bữa ăn, ông khủng long luôn ngồi bên cạnh heo George. Ôi trời ơi, có ai nghe không? Là con đó sao George? Hay là tiếng ông khủng long vậy? Khủng long. Trong lúc tắm thì George cũng chia sẻ bồn tắm với ông khủng long. Ngủ ngon Peppa. Chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon George. Và ngủ ngon nha ông khủng long. Khi George đi ngủ thì ông khủng long cũng nằm cùng bạn ấy. Trò chơi George thích nhất là ném ông khủng long lên cao, thảy lên thật là cao và chụp lại khi ông khủng long rơi xuống. Trong khi mà Peppa và heo ba đang chơi cờ. Con thắng ba rồi nha. Con giỏi lắm Peppa. George. George à, có chuyện gì vậy con? Khủng long. George, con làm mất ông khủng long rồi sao? George đã làm mất ông khủng long của mình. Con đừng lo George, mọi người sẽ tìm được ông khủng long cho con. Đây là công việc của một thám tử. Nhưng mà ba ơi, thám tử là cái gì vậy ba? Một vị thám tử là một người rất quan trọng đó con, và rất giỏi trong việc đi tìm đồ. Là con cũng rất giỏi tìm đồ đó ba. Được rồi, Peppa sẽ làm thám tử. George, giờ chị làm thám tử. Chị sẽ giúp em tìm ông khủng long về nha. Có lẽ vậy, nhưng thám tử nên hỏi George những câu hỏi đơn giản thôi. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Ở đâu rồi? Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ờ,
ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. Chó con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa, con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Khủng long. George rất vui vì đã tìm được ông khủng long của mình. Có lẽ chơi với ông khủng long ở gần cái cây không phải là ý hay đâu. Dã ngoại. Hôm nay là một ngày trời đầy nắng đẹp. Peppa và gia đình mình sắp đi dã ngoại. Heo ba đang cầm theo giỏ đồ dùng để đi dã ngoại. Tham trải ngoài trời, bánh mì, phô mai, cà chua và một chai nước chanh. Chúng ta còn quên gì hay không cả nhà? Bánh vô tay của mẹ đâu ba? Ba chỉ giỡn một chút thôi. Ba đã lấy bánh vô tay của mẹ để trong giỏ rồi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng! Vậy thì đi thôi. Có vẻ chỗ này là điểm dã ngoại tốt đó. Ở ngoài trời thật là tuyệt vời. Chúng ta nên chạy dài vòng coi như tập thể dục. Em thì muốn ăn rồi sau đó chợp mắt. Và chắc chắn không muốn chạy vòng vòng đâu. Con nghĩ là ba nên chạy bộ mấy vòng. Bụng ba to quá rồi kìa. Bụng của ba đâu có to con. Nhưng lát nữa ba sẽ tập thể dục, cho dù không có ai tập cùng. Ăn nào. Ý hay đó heo mẹ xinh đẹp. Anh thật sự rất đói. Ngon quá. Anh thấy buồn ngủ rồi. Không phải là anh muốn chạy thể dục mấy vòng sao heo ba? Để sau đi. Trên kia có mấy chú vịt đang bơi. Mẹ ơi, tụi con cho vịt ăn được không mẹ? Được, lấy phần bánh thừa cho chúng đi con. Peppa và George thích cho vịt ăn bánh mì. Mẹ ơi, con nghĩ là chúng muốn ăn nữa. Đó là phần bánh mì cuối cùng rồi. Mẹ nghĩ chúng ăn đủ rồi con à. Xin lỗi vịt con nha. Mình hết bánh rồi. Nhưng vịt vẫn còn muốn ăn. Xem ra heo ba sẽ không tập thể dục nữa rồi. Chuyện gì vậy? Lại là đám vịt con. Peppa nói rồi mà, không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh vô tay mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh vô tay của heo mẹ làm. Ồ, một con ong, mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt, chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ, nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa, chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tay của mình. Khoan đã ba, tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Ồ. Các
bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú chịch đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha. Ếch, sâu và bướm bướm. Hôm nay Peppa và George được đến giúp ông chăm sóc khu vườn. Wow. Có một chú bướm thật là đẹp xuất hiện. Ông ơi, tại sao bướm bướm lại thích hoa vậy ông? Chúng lấy thức ăn từ những bông hoa đó con. Bằng cách nào? Chắc là chúng có cái lưỡi rất dài. Dài hơn cả con sao? Phải đó, lưỡi của bướm bướm nó dài hơn lưỡi con rất nhiều. Chúng dùng lưỡi của mình để uống mật từ những bông hoa. Wow. Peppa, chắc con bướm bướm đang nghĩ con là một bông hoa đó. Mình không phải hoa đâu, mình chính là heo Peppa. Cậu ấy thật là dễ thương. Con muốn làm một chú bướm bướm. Rồi Peppa đóng giả làm một chú bướm. Mình làm một chú bướm bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George, chị làm bướm bướm rồi. Em phải làm cái gì đó khác nha. Chị biết rồi. Em có thể làm một chú sâu. Nhìn nè chó, chị là một chú bướm bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì mình làm một chú sâu thì rất là dễ. Ông sẽ chỉ cho con nha. Trước tiên, con phải nằm xuống đất như vậy nè. Sau đó, con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Nhìn con nè, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Ông và George là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn là một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Thật là vui. Bây giờ thì tụi con muốn làm con gì nữa nè? Con không biết. Ông nhìn kìa, đó là một chú ếch nhỏ. Sao con không đóng giả làm một chú ếch đi? Ếch đâu có đẹp như bướm bướm đâu ông. Và không lắc lư như sau. Ông nghĩ làm con ếch sẽ là trò con thích đó. Ếch cũng chơi nhà búp bê sao ông? Peppa của ông dễ thương thiệt. Trò mà con thích nhất là gì nè? Nhảy nhót trên vũng bùn. Ồ phải, và ếch cũng rất thích nhảy trên những vũng bùn. Phải đó chó, đóng giả một chú ếch đi. Mình là một chú ếch nhỏ. Mình là một chú ếch nhỏ. Vậy là những chú ếch tìm được một vũng bùn lớn để chơi đùa. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Giả làm bướm bướm và sâu đều rất tuyệt. Nhưng mà mình thích giả làm ếch nhất.
Ngày rất nóng. Mặt trời đang chiếu sáng, cho nên hôm nay là một ngày rất nóng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Peppa và George đang mang ủng của mình. Các cậu ấy đang định nhảy lên trên vũng bùn. Mình thích những vũng bùn. Ủa sao vậy? Mặt trời nóng quá đã làm vũng bùn bị khô lại rồi. Ba ơi mẹ ơi, vũng bùn khô hết rồi nên tụi con không thể nào nhảy được. Không sao đâu Peppa, hôm nay trời rất nóng mà, cho nên mình chơi trong hồ nước sẽ vui hơn nhiều. Dạ phải, chơi hồ nước. Trước tiên các con phải thay đồ bơi mới được. Dạ được. Vậy là Peppa và George đã mặc xong đồ bơi của mình. Heo mẹ cũng đã mặc đồ bơi của mình. Và heo ba cũng vừa mặc xong đồ bơi của mình. Bởi vì trời quá nóng nên cần phải sức kem chống nắng. Nó nhớt nhớt ghê quá đi mẹ ơi. Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Peppa và George rất thích hồ nước của mình. Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, chó và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào George. Xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy, và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long. Chắc, con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Nhưng chó thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Chó, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của chó đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu sót à, con có thể chia sẻ phần kem với ba. Ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá, cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó Peppa. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Ồ, vậy sao? Cảm ơn con Peppa. Coi kìa, Dũng bùng bước lại rồi. Chớp, mau lên, chúng ta phải đi lấy ủng thôi. Vậy là Peppa và George đi mang ủng của mình. Peppa và George thích những ngày nắng nóng, nhưng mà các bạn ấy còn thích nhảy trong vũng bùn hơn. Thank you.
Peppa, George và ba mẹ đang cùng ăn sáng với nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên Peppa và George rất muốn được ra vườn để chơi. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi được không mẹ? Các con có thể ra ngoài chơi sau khi ăn xong bữa sáng. George, con đừng uống nước nhanh như vậy. Vì heo George uống nước trái cây quá nhanh nên bây giờ bị nứt cục. Giờ tụi con ra ngoài chơi được chưa mẹ? Không được, vì George đang bị nứt cục. Nhưng em George đã hết nứt cục rồi mà mẹ. Đúng không George? Thôi được rồi, các con có thể ra ngoài vườn chơi, nhưng con phải trông chừng George. Peppa và George rất thích được chơi ở ngoài vườn. George, giờ chị ném bóng cho em và em phải chụp nha. George, em vẫn còn nứt cục sao? George, bây giờ ném bóng cho chị đi và chị sẽ chụp lấy nó. George, ôi trời, cơn nứt cục của George đã làm hỏng trò chơi. George, chị biết cách chữa nứt cục rồi. Em phải nghe theo lời chị nha. Em hãy vừa xoa đỉnh đầu và vừa xoa bụng của mình. Tốt, bây giờ em hết nứt cục chưa? Có vẻ cách chữa nứt cục của Peppa không có hiệu quả. George, em làm sai cách đó rồi. Chị biết một cách hay hơn để chữa nứt cục. Đầu tiên, em hãy nhảy lên 3 lần bằng một chân thôi. Bây giờ, vẫy hai cánh tay của em lên xuống và lè lưỡi của em ra. Bây giờ, nhắm mắt lại và quay người thật nhanh. 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em. Nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với hai ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em, George. Nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. Bạn thân. Một hôm, heo Peppa đang đợi bạn thân của mình, cụ Suzy. Chào cậu Suzy. Mẹ. Chào cậu Peppa. Cụ Suzy tới nhà để chơi cùng Peppa. Mẹ. Peppa thích Suzy. Suzy thích Peppa. Họ chính là bạn thân.
Peppa, sao con và Susie không về phòng của mình để chơi đi con? Dạ thưa mẹ. George cũng muốn được chơi cùng. Peppa và Susie thích chơi trong phòng ngủ của Peppa. George cũng vậy. Không, George, trò này chỉ dành cho con gái thôi. Em chơi đồ chơi của em đi, George. Peppa và Susie muốn chơi một mình cùng nhau. Bây giờ mình sẽ là một cô tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ vẫy cái đũa phép của mình và biến cậu thành một con ếch xanh. Nhưng mà George không thích chơi một mình. George cũng muốn chơi cùng chị. Không, George, chị đang chơi với Susie mà. Em hãy đi chơi chỗ khác đi, George. George muốn chơi cùng với Peppa. Cậu ấy cảm thấy hơi cô đơn. George, mẹ cần con giúp nè. Mẹ đang định làm bánh quy sô-cô-la. Mẹ cần có người liếm sạch cái tô này. George cũng thích giúp mẹ làm bánh quy. Nhưng mà cậu ấy thích chơi với Peppa hơn. Mình muốn làm một y tá. Còn mình muốn làm một bác sĩ. Nhưng vậy ai sẽ làm bệnh nhân đây, Peppa? Chắc ơi. Peppa và Susie đều thích chơi bác sĩ và y tá. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Mẹ, mở miệng ra nào. Susie thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Bánh quy. Phải, đây là cho George. Chúng là thuốc để cho George thấy khỏe hơn. Xin lỗi thưa bác sĩ, khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm. Con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy.